Cháu cảm thấy rất là bất ngờ và dễ nảy người khi thấy người ta bán những thứ như thế. Để đây là chỗ vui chơi giải trí cho các cháu, mà đặt những hình ảnh này thì nó không hợp lý, thì tôi thấy nó hơi phản cảm. Bán cái món ăn mà nó kiểu bậy bại thế thì cho vào miệng cũng không phù hợp tí nào hết. Chẳng hạn một số những cái cháu thiếu niên chẳng hạn đến mà không có bố mẹ phụ huynh đi cùng, mà các cháu sẽ gặp những cái hình ảnh này, các cháu sẽ đùa cợt và dẫn đến có những cái hiểu ảnh lệch lạc về giới tính. Bạn ơi, cái này khó ai có thể ngờ rằng những hình ảnh phản cảm như trên lại xuất hiện công khai tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Dù không phải chương trình hội chợ dành riêng cho trẻ em, nhưng vào dịp cuối tuần nên có hàng trăm phụ huynh đưa con tới mỗi ngày. Nằm trong khu ẩm thực, sát với các khu trò chơi nên nhiều phụ huynh vô tình đưa con em mình ghé qua cửa hàng bánh kem này. Nhiều người bất ngờ, đỏ mặt và bức xúc lên tiếng khi thấy hình ảnh đồ ăn phản cảm bày bán tại đây. Tôi nghĩ là ban các bên quản lý về khu này thì tôi nghĩ rằng là sẽ lên quản lý chặt những hình ảnh này và không nên đưa những cái hình phản cảm này vào trong cái chỗ vui chơi của các cháu. Chắc là tôi sẽ phải đưa tránh các cháu ra. Nếu như để giáo dục giới tính thì trong một cái câu lạc bộ hoặc là một cái buổi sinh hoạt với cộng thì đưa vào những hình ảnh này thì các cháu sẽ tiếp cận dễ dàng hay hơn, nhưng đây thì nó không phù hợp lắm. Đây không phải lần đầu tiên những hình ảnh phản cảm xuất hiện tại nơi vui chơi giải trí cho trẻ em. Tháng 6 năm 2017, tại công viên Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, từng diễn ra buổi trình diễn và nhảy của nhiều thiếu nữ mặc bikini, động tác phản cảm trước khán giả là trẻ nhỏ. Hậu quả, ban quản lý công viên này bị phạt 45 triệu đồng và rút giấy phép biểu diễn nghệ thuật một tháng. Bên cạnh đó là hàng loạt kênh YouTube Sạch Chuyện Thiếu Nhi chứa nội dung hình ảnh phản cảm tương tự. Dù đã có xử phạt, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra khiến phụ huynh lo lắng. Nhiều người cho rằng việc kiểm duyệt chưa sát sao của cơ quan chức năng với những hoạt động như thế này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức giới và giáo dục sinh sản cho trẻ em. Quý vị đang xem đài TV Việt Nam News Phoenix, Arizona, được tài trợ bởi VuaNails.com, hệ thống nail salon marketing hàng đầu giúp tiệm nails của bạn đứng top trên trang tìm kiếm Google, Yahoo, Bing trong US và Canada. Hãy phát triển tên nails của bạn với Google hôm nay. Xem thêm tại VuaNails.com, call or text 213-293-5272. Nail salon marketing phát triển bởi vuanails.com. Cảm ơn các bạn đã xem Vietnam News. Kính mời share mạnh tay cho mọi người và bạn bè của bạn trên Facebook. Hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Duy Sương, phóng viên đài Vietnam News, Arizona.